Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trong một thông báo được công bố vào cuối ngày 10 tháng 9, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết 9.300 ngôi nhà đã bị sập và 3,71 triệu hecta đất nông nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt, với thiệt hại kinh tế trực tiếp theo ước tính khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,93 tỷ đô la Mỹ. Bộ này cũng cho biết hơn 4.300 người đã được giải cứu khỏi nước lũ, nơi ảnh hưởng đến các khu vực trải dài từ tỉnh Quảng Đông ở phía Đông Nam đến Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào mùa hè, Trung Quốc thường xuyên trải qua hạn hán ở vùng cực Bắc và lũ lụt ở miền Nam. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cảnh báo các khu vực phía Bắc đất nước phải đối mặt với lượng mưa thấp hơn trong năm nay, trong khi mưa lớn theo dự báo sẽ làm tăng rủi ro lũ lụt ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Mưa lũ càn quét 15 người Trung Quốc thiệt mạng. Thưa quý vị, đợt mưa xối xả trút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc gây lũ lớn khiến ít nhất 15 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Những cơn mưa lớn bắt đầu từ đầu mùa lũ khiến nước sông Hồ dâng cao đáng kể. Chính quyền tỉnh Hồ Nam ngày 11 tháng 9 cho biết, tính đến ngày 10 tháng 9 đã có 15 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích, 286.000 người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay, đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 1,93 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Giới chức đã chuyển lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng. Xinhua cho biết thêm, theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình, đặc biệt từ ngày cuối tháng trước, lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính lên tới hơn 4,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 680 triệu đô la Mỹ. Hơn 890.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây. Lũ lụt khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Trong đó, thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Thưa quý vị, mưa lớn gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 328 triệu nhân dân tệ cho 436.300 người ở Hồ Bắc. Phóng viên đã tìm hiểu từ văn phòng của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc cho biết, mưa lớn đã khiến Tây An, Hoàng Thạch, Hoàng Cương và Xi'an ở tỉnh Hồ Bắc, 13 quận huyện thành phố Yayu, Chibi, Tongcheng, Chongwang, Tongshan, Deyi, Yangxin, Kichun, Huangmei, Wuxi, Wushan và Shangfian bị ảnh hưởng, với dân số 436.300 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 328 triệu nhân dân tệ. Mưa lũ làm hư hỏng 160 kè, hư hỏng 69 bờ sông, cuốn trôi 38 ao đập, hư hỏng 120 công trình thủy lợi, quốc lộ 106 tích nước trên diện rộng, ngập 13,5 km trên một số đoạn trên quốc lộ 351, đường cao tốc vẫn ngập trong lũ, liên tục bị gián đoạn. Theo báo cáo, có tổng số 34,35 nghìn hecta cây trồng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, 354 ngôi nhà bị sập, 130 tuyến đường giao thông bị gián đoạn, 567 kè với chiều dài 47,29 km bị hư hỏng, 254 kè bảo vệ bờ. Từ 8 giờ ngày 10 tháng 9 đến 8 giờ ngày 11 tháng 9, trong số 74 bản tin giám sát và cảnh báo sớm thiên tai núi cấp quận trong tỉnh, tổng số 30 quận và khu vực đô thị có mưa, 8 quận và khu vực đô thị đã gửi tổng cộng 797 tin nhắn cảnh báo lũ quét, 468 người đã tham gia và chịu trách nhiệm kiểm soát lũ lụt. Theo bản tin nước, lúc 8 giờ ngày 10 tháng 9, mực nước ao sen, dòng chính sông Dương Tử ở mức 34,86m trên mức cảnh báo 2,36m, cách mực nước đảm bảo 1,6m. Mực nước tại Lushan là 33,91m trên mức cảnh báo 1,91m. Mực nước tại Hán Khẩu là 28,13m trên mức cảnh báo 3,13m, cách mực nước cảnh báo 1,17m. Chịu ảnh hưởng của mực nước dòng chính sông Dương Tử,
Lúc 8 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước dưới trạm Yuku, dòng chính hạ lưu sông Hàn tiếp tục lên ở mức 0,57m tại ga Yuku, tăng lên 0,97m ở ga Hàn Xuyên. Các tuyến đê của tỉnh dài 1.382,58km được củng cố, chiều dài cảnh báo 411,34km, bao gồm 241,34km ở sông Dương Tử và 66km trên chiều dài đảm bảo. Để đối phó với tình hình lũ lụt, chỉ số phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2 vào lúc 24 giờ ngày hôm trước. Đồng thời, tỉnh tổ chức 5 phòng chống lũ lụt và thường vụ tỉnh ủy Hồ Bắc và phó thống đốc điều hành Hoàng Chu Ping, phó chỉ huy trưởng Bộ Quốc phòng tỉnh, chủ trì phòng thương mại phòng chống lũ lụt và bố trí triển khai công tác kiểm soát lũ lụt. Hai nhóm công tác do Văn phòng Quốc phòng tỉnh Hồ Bắc gửi đã được giao cho huyện Quang Xin và huyện Thông San để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Các dòng chảy vụn thường xảy ra ở các khu vực sông băng cao nguyên hoặc đồi núi bán khô hạn. Địa hình ở đây rất dốc, nhiều trầm tích, đá và các trầm tích khác ít cây cối. Một khi mưa bão đến hoặc các sông băng tan băng, các tảng đá lớn và nhỏ có đủ độ ẩm sẽ trượt dọc theo độ dốc tạo thành lở đất. Sạt lở đất và dòng chảy mảnh vụn là hiện tượng địa chất tự nhiên phổ biến ở các vùng núi. Sạt lở là hiện tượng toàn bộ đất đá trên sườn đồi trượt xuống dưới tác dụng của trọng lực do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dòng chảy đá vụn đề cập đến một dòng nước xoáy đặc biệt bao gồm một lượng lớn vật liệu rắn như bùn, cát và đá được mang theo bởi dòng nước trong các thung lũng núi khi có mưa liên tục. Dòng chảy đá vụn là dòng nước xoáy đặc biệt mang theo một lượng lớn trầm tích và đá do sạt lở đất do mưa lớn, bão tuyết hoặc các thảm họa thiên nhiên khác gây ra ở các vùng núi hoặc các vùng có khe núi sâu, địa hình dốc. Dòng đá vụn có đặc điểm là đột ngột, vận tốc nhanh, dòng chảy lớn, sức chứa vật liệu lớn và sức công phá lớn. Các dòng rác thải thường cuốn trôi đường bộ, đường sắt và các phương tiện giao thông khác, thậm chí cả làng mạc và thị trấn, gây ra thiệt hại lớn. Những dòng chảy mảnh vụn và thảm họa sạt lở đất đã xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1961, một dòng chảy đá vụn lớn và thảm họa thứ cấp sạt lở đất đã xảy ra trên bờ hồ chứa nước Chiết Tây ở Jishui, tỉnh Hồ Nam. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2011, 10 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong thảm họa sạt lở đất ở quận Kiao, thành phố Tây An và 22 người được xác định sơ bộ là mất tích. Vào lúc 8 giờ 26 phút ngày 11 tháng 1 năm 2013, một vụ lở đất đã xảy ra tại nhóm dân làng Yao Yagu, làng Gapo, thị trấn Gogu, huyện Yenseong, thành phố Triệu Đông, tỉnh Vân Nam và hơn 10 ngôi nhà của dân làng đã bị chôn vùi. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2013, một vụ lở đất thứ hai đã xảy ra ở đoạn Kiganpo của tỉnh Lộ ở huyện Sinan, tỉnh Quý Châu trong quá trình sửa chữa đoạn sạt lở. 5 người vẫn đang mất tích. Thưa quý vị, gần đây, mưa lớn liên tục ở một số khu vực của Quảng Đông đã gây xôn xao khắp nơi. Ban Quản lý Khẩn cấp Quảng Châu đưa ra tình hình mưa lớn. Một trận lở đất nhỏ xảy ra ở quận Hoàng Phố kèm theo lở đất. Một phương tiện bị mắc kẹt trong đường hầm đại lộ Khai Nguyên, 2 người chết đuối và 4 người thoát nạn. Các chuyên gia khí tượng đánh giá trận mưa kéo dài hàng giờ trong đợt mưa xối xả này đã vượt kỷ lục lịch sử cả về cường độ và phạm vi. Thương vong do mưa bão cực lớn là không thể tránh khỏi, cho dù hệ thống thoát nước có tốn đến đâu. Mưa bão lớn là một loại thiên tai khí tượng có khả năng cao xảy ra thảm họa lũ lụt và xói mòn đất kèm theo dòng chảy đá vụn. Việc xảy ra thiên tai thường có báo cáo trước và có những dấu hiệu nhất định trước khi sạt lở đất, mưa kéo dài, tiếng sấm trong thung lũng sau trận mưa bão cho thấy sắp xảy ra lở đất, các công trình trên sườn đồi bị biến dạng. Và mùa xuân, nước giếng đột nhiên đục và nước rỉ đột ngột nơi khô cạn đều là dấu hiệu của sạt lở đất. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể phán đoán sự xuất hiện của một số thiên tai thông qua một số phản ứng bất thường của gia cầm vật nuôi. Mưa lớn xảy ra là hiện tượng tự nhiên và chúng ta không cần quá lo lắng. Tuy có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người, nhưng quá trình hình thành mưa lớn rất phức tạp. Xét về góc độ vĩ mô thì điều kiện vật chất cần để tạo ra mưa lớn là nguồn gốc của hơi nước liên tục, luồng không khí chuyển động mạnh và dai dẳng lên trên và sự không ổn định của cấu trúc khí quyển. Ngoài ra còn có lốc xoáy, bão và các yếu tố khác. Vì vậy, bạn nên làm gì nếu bạn gặp phải một vụ trượt bùn? Xét cho cùng, những thảm họa về khí tượng như mưa bão rất phổ biến ở nước ta. Chỉ cần nắm vững các kỹ năng thoát hiểm chính xác thì bạn mới có thể chiến thắng. Khi gặp sạt lở, việc trốn tránh một cách mù quáng là điều rất ngu ngốc. Chọn đường thoát chính xác là chìa khóa để thoát ra. Bạn cần tránh những nơi có thể trượt bùn đi qua.
đừng bao giờ chạy theo hướng có sạt lở hoặc nấp trong cây, vì lực của một trận lở đất đủ để quật ngã một cái cây và mang nó đi. Đường thoát hiểm nên chọn hai bên vuông góc với hướng dòng chảy của xà bần, leo càng cao càng tốt, chọn chỗ cao bằng phẳng và cứng về mặt địa chất để tránh dòng chảy xà bần. Trung Quốc là nước thường xuyên có mưa bão, ngoại trừ một số khu vực phía Tây Bắc khô hạn quanh năm, hầu hết các khu vực đều có mưa lớn. Mưa lớn mùa đông tập trung ở vùng ven biển Nam Trung Quốc, từ tháng 6 đến tháng 7 sẽ có liên tục và có mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Từ cuối mùa xuân đến giữa mùa hè, sự giao thoa thường xuyên của không khí lạnh và ấm ở miền Bắc cũng sẽ hình thành mưa bão. Do đó, hãy thành thạo những kỹ năng sinh tồn cần thiết. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!